Chúng ta đang ở trong cái phần cái chương 6 đúng không? Là cường động. Rồi mà chúng ta sẽ làm tiếp một số bài tập để chúng ta qua đó chúng ta làm quen với cái cách tư duy của cái cường động. Hôm trước tôi nói với các bạn về cái bài toán bài toán đổi tiền đúng không? Cái bài toán tính hệ số nhị phân biến ra và chúng ta sẽ là chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta sẽ làm nhanh một số bài khác để có cái hình dung. Tôi sẽ không nói sâu hơn, không nói thật sâu hơn mà chỉ nói về cái tư tưởng của nó thôi, để chúng ta có cái hình dung được là các cái bài toán như thế nào thì nên làm ở trên bằng cái hành động nhé. Thì tôi sẽ làm tiếp tục là chúng ta sẽ xét một số các cái ví dụ. Xét một số ví dụ cái bài toán mà dùng cái hành động nhé. Thì về nhìn chung ấy, thì tất cả những bài nào mà là bài toán tối ưu ấy, cái yêu cầu của tối ưu mà cảm giác là nếu chúng ta mà dùng cái toán châu bò mà chúng ta tìm ấy, thì nó không thể làm ra này, thì nó quá lớn. Thì nói chung là cái tư tưởng chung là đều hầu hết là chúng ta sẽ suy nghĩ về cái hành động trước, không được chúng ta mới tìm sang các cái hướng khác. Đây tôi xin về chúng ta được một vài cái ví dụ. Bài toán đầu tiên đơn giản là nó gọi, tôi nghĩ luôn tôi gọi là bài toán nhặt tiền. Một bài tập rất là đơn giản nhưng cũng khá hay. Đây là như này, ta sửa trên mặt đất nên chúng ta có một dãy các cái đồng tiền, một dãy các cái đồng tiền ký hiệu của nó tức là C1, C2 trên một đường thẳng nhé, CN. Đây là những cái giá trị này, là những cái coi như các cái đồng tiền. Đấy. Bây giờ các nhân tiền là như sau, là chúng ta phải nhặt lên một cái số tiền các cái tờ tiền này sao cho là cái tổng giá trị của nó là lớn nhất. Tuy nhiên không được phép là cầm lên hai cái tờ tiền ở cạnh nhau, tức là cần phải nhặt các cái đồng tiền sao cho tổng giá trị là maximum, nhưng mà là không được phép nhặt hai cái đồng tiền cạnh nhau. Đấy, có bài như vậy. Cái bài này nhưng mà tư duy bình thường thì cũng khó đấy, là chúng ta sẽ phải nhặt lên, chúng ta phải chọn ra tất cả các tập hợp con của cái CN này. Tập hợp con của nó là nó có cái tổng số lượng các tập hợp con của nó là 2 mũ n cơ, không thể làm nổi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách ra tư duy theo thuật toán nhé. Thì đây chúng ta làm như sau này, chúng ta bây giờ tôi gọi cái FN là cái số tiền nhặt được từ dãy trên mà là thỏa mãn cái điều kiện, nó là maximum theo đúng yêu cầu maximum. Được chưa? Và tổng quát chúng ta có ký hiệu là FG là cái bài toán trên là cái số tiền nhặt được maximum mà lấy từ các số tiền là 1, 2, 3 cho đến G. Như vậy là với G và N thì chính là FN. Đấy, chúng ta tìm kiếm như thế nhé. Rồi, thì bây giờ là như sau này. Chúng ta tư duy như sau nhé. Bây giờ
Bây giờ tôi sẽ sửa, tôi lấy ra là tôi gọi GR là cái nhóm, cái nhóm hay là các cái tập hợp tiền, bất kỳ tập hợp tiền lấy ra, không sửa, tôi sửa cái nhóm này là cái tập hợp tiền lấy ra, sao cho tổng tổng giá trị của nó là bằng chính là FN. Giả sử thôi, giả sử lên với cái FN này thì sửa đây là một nghiệm của nó lấy ra như vậy. Tôi phân tích cái nhóm này, tôi ký hiệu là MGR là kiểu là tổng của những cái đồng tiền, tổng của những cái đồng tiền là cái đồng tiền nằm trong đồng tiền của nhóm là GR, là từ anh từ group ấy nhé. Như vậy là giả sử là M của cái GR này là bằng FN này. Đấy, tôi phân tích như thế này. Giả sử như vậy nhé. Để tôi phân tích cái GR này xem là tôi muốn tính để sao cho nó cái tư tưởng quy động nó cũng là cũng tôi truy hồi là nó phải có tính là quy nạp từ dưới lên, được chưa? Rồi. Bây giờ tôi chia cái GR để ra làm hai nhóm, một và hai cái nhóm là rời nhau, rời nhau. Cái GR G1 là các cái đồng tiền à, xin lỗi, không phải cái này nhé, tôi nhầm nhầm tôi nhầm, tôi biết cái này luôn. Đây, tôi gọi G là tập hợp tất cả các cái nhóm GR như vậy, cái nhóm GR là tất cả các cái cách lấy ra các cái tập con của cái nhóm của cái đồng tiền là của cái tập hợp C này kiểu là cái tập hợp này nhé. GR là nhóm tất cả các lấy ra, không cần sửa, không không cần cái nhóm này, bỏ cả này nhé. Tức là gì? GR là một cái nhóm mà cách lấy ra cái tờ tiền của C thôi nhé, mà thoải mái như cái điều bài là không cho nó không có hai cái tờ tiền nào mà lấy ra là cạnh nhau, thấy chưa? Cạnh nhau. Và cái tôi gọi MGR là cái tổng đồng tiền của GR. Thì từ cái điều này tôi suy ra như sau này, tôi suy ra là như sau này, tôi kể lại nhé. Kể lại cho nên chuyện này có sơ, tôi viết lại cho chính xác hơn. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra là như thế này. Vậy suy ra là cái FN nó chính là cái max max của MGR của tất cả các cái GR này thuộc G. Ở đây G là tập hợp tất cả, G là tập hợp tất cả các cách lấy đồng tiền, các cách là nhặt tiền đấy, các cách nhặt tiền từ C và thỏa mãn cái điều kiện là gì? Thỏa mãn cái điều kiện đầu bài, thỏa mãn cái điều kiện là không có hai đồng tiền cạnh nhau. Không có hai đồng tiền cạnh nhau. Được chưa? Rồi. Thì tôi chia này nhé, thì tôi chia cái G này ra thành hai tập hợp con, là tôi có kiểu là G1 và G2, đây là hai tập con là rời nhau. Tôi chia như sau, thì trong đó là G1 là tập hợp
tổng hợp các cách lấy, các cái cách nhặt mà có cái CN, có cái đồng tiền CN nhé. Còn G2 là tập hợp các cái cách nhặt, các cái nhặt nhóm đó mà không có CN. Tên hôm nay là chúng ta chia các cái cách mà lấy thì nhặt cái từ các cái đồng tiền ở trong cái dãy ban đầu của chúng ta đấy. Theo đi theo của đồ bài thì có hai cách, chia làm hai là một loại là lấy ra có cả CN, loại lại thứ hai là lấy ra là không có CN nào. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Nào, thế thì tôi giả sử có một cái em có một cái cách nhặt là của cái G1 đúng không? Đây, tôi lấy ra tôi sẽ lấy ra như sau nhé. Để tôi phân tích như này. Tôi lấy ra một cái group 1, tôi kiểu là GR1 là thuộc vào G1 nhé. Là một cái nhóm con mà chứa CN đúng không? Chứa CN, nhưng mà cái GR1 này nó làm một cái các cái tờ tiền, các cái đồng tiền. Đấy. Và ở đây có cái CN đúng không? Nó có CN. Thì cái phần trước đó, cái phần trước của nó đây, vì chúng ta thấy là không, chúng ta không được phép có hai tờ tiền cạnh nhau, cho nên là trong cái phần này không có gì, không có CN trừ một. Như vậy cái nhóm năm này là không có CN trừ một. Vậy thì suy ra là cái tổng tờ tiền M của cái GR1 này, nó sẽ phải tổng số tiền của cái này nhé, nó sẽ bằng là CN, nó sẽ nhỏ hơn là bằng là CN cộng với cái số tiền này. Số tiền này là số tiền mà phải nằm trong là FN trừ 1, FN trừ 2. Không có được trừ 1, nhưng mà chỗ CN trừ 2 nên nó phải nhỏ hơn bằng FN trừ 2. Đấy. Chúng ta suy được một công thức nhé, là MGR1 nhỏ hơn bằng CN cộng với FN trừ 2 nhé. Bây giờ chúng ta GR2 này, chúng ta lấy một cái GR2 nằm thuộc vào G2, vì nó là không có C1, cho nên là cái GR2 này là nó chỉ gồm toàn cái đồng tiền mà nằm trong là C1, C2, CN trừ 1, thì nó không có CN, vậy nằm CN trừ 1 trở đi. Vậy thì suy ra công thức như sau, là M của GR2 sẽ nhỏ hơn bằng là FN trừ 1. Đó. Vậy từ đây ta suy ra nhé. Bản thân cái FN này có phải là nó bằng là max của tất cả các cái MGR1 và MGR2. Đấy. Max theo tất cả các cái này nhé. Cái này thì nhỏ hơn cái này, vậy suy ra nó nhỏ hơn sao, vậy suy ra nó nhỏ hơn là bằng, hay là cái này nó chỉ là bằng, nhỏ hơn là bằng là max của F N trừ 1 và CN cộng FN trừ 2. Và thực chất ra chúng ta sẽ chứng minh một cách ngược lại được, và cũng dễ dàng chứng minh được là như sau. Công thức sau rất quan trọng là cái FN mà chúng ta cần tính đó, nó chính là bằng là max của FN trừ 1 và CN cộng với FN trừ 2. Đấy. Chúng ta có cái công thức đó nhé. Mà công thức này là công thức này không đúng N mà đúng với mọi K luôn, tổng quát luôn, không phải chỉ đúng N mà chúng ta sự. Và tương tự chúng ta có là gì, có như sau nhé, là
F1 chỉ có một cách tính thôi, nhưng mà F1 là nó chính là gì? Nó chính là C1, chính là C1. Được. F0 thì không không lấy gì cả. F0 chính là gì? Chính là 0. Và ta có tổng quát như sau là FK. FK thì bằng là max FK trừ 1 là CK cộng với FN là K trừ 2. K trừ 2. Đấy. Ta xoay đây chính là công thức điện quy rất quan trọng liên quan đến cái hàm FN này. Điều bài cần này cần tính cái FN thôi, cho nên tôi suy ra là chúng ta sẽ làm, ta sẽ tính được rất là dễ dàng, đúng không? Thì lời giải như sau nhé, chúng ta thiết lập một cái mảng, đúng không? Chúng ta thiết lập một cái dãy F còn 0 cho đến N, đúng không? Và vì chúng ta sẽ tính được cái giá trị FN. Thế là bài chúng ta là C1 DCN, đúng không? Vì chúng ta thiết lập một thuật toán này. À, thuật toán tức là này, nhặt tiền. Nên thực hiện là con select nó là N. Để ta tính nhé. Như sau này. À, chúng ta sẽ thiết lập dãy này. F 0 cho đến N nhé. Chúng ta đặt là F 0 bằng 0 và F 1 bằng C1. Được chưa? Đây mà chúng ta sẽ làm thôi. Chúng ta là for k bằng 2 to N. Chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt là FK bằng max của FK-1 FK-1 và CK cộng với FK-2. Đây là cái mạng mà chúng ta return FN. Như vậy ra đây. Đây thì cái thuật toán này là thuật toán gọi là quy động đấy, giải cái bài toán nhặt tiền, và cái độ phức tạp của nó chính là chung của bài này. Một có một dòng thôi, có một chú ý này, có một dòng, một vòng for thôi, chính là UN này. Đây là một ví dụ nhé. Chưa? Để chúng ta sang ví dụ 2. Là ví dụ mà chúng ta đã ví dụ của bài toán chúng ta đã biết từ hôm trước. Nó có một giải rất là hay và chúng ta sẽ dùng quy động giải nó hay hơn nữa. Này, tức là cái bài toán tìm tổng con lớn nhất. Cái này chúng ta làm đấy, là cái bài là cái tìm là max sub array đấy. Cái bài chúng ta làm rồi đúng không? Nhớ là bài toán nhé, là cho cái dãy a ký hiệu là a1, a2, an và ký hiệu là aij chính là cái dãy con liên tục là ai cộng ai cộng 1. Đây cộng với AG và tôi kêu là SEG bằng tổng bằng AI cộng 1 cộng với AG. Đầu bài của chúng ta từ hôm trước là gì? Bài toán như sau. Bài toán là tìm dãy con có tổng lớn nhất. Mà tôi chỉ ra cả tính cả tổng S thì chỉ ra cả I và G nữa thì càng tốt. Còn không tính tổng S thì thôi. Này, các bạn nhớ không nào?
Cái bài trước hôm trước chúng ta làm trong phần chia trị đã làm rồi. Hôm nay chúng ta nhớ lại lời giải như sau này. Lời giải là chúng ta cách một là chúng ta dùng châu bò. Chúng ta dùng hai vòng lọc lồng vào nhau. Cho y chạy từ 1 đến từ 1 đến n đến đến n, chi chạy từ 1 đến n và tính tổng từ a đi a, tính tổng aig từ ai đến ac. Xong tìm ra được cái tổng lớn nhất. Thì các châu bò là chúng ta sẽ ta nhớ lại hôm trước là có là chúng ta có thể làm với n mũ 3. Còn nếu mà chúng ta làm khéo một chút thì chúng ta có thể giảm bớt được một tí là on bình phương. Đấy, đó là cách châu bò. Hôm trước chúng ta đã giải cái bài này dùng chi để trị. Các bạn nhớ lại cái bài hôm trước đây. Chi trị là như sau, là chúng ta cứ chia đôi nó ra, chia đôi cái dãy ra và chúng ta tìm được cái tổng con lớn nhất ở bên trái hoặc bên phải hoặc nằm vắt qua cái điểm xuyên tâm. Thì có tìm được mà đó có giải được bằng chi để trị và chúng ta tìm được không, chúng ta làm cái lời giải của nó là có độ phức tạp là O N nhân với log N. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải bài này, giải bài này dưới cái con mắt của quy hoạch động và sẽ kiểm tra xem nó có nhanh hơn thì không so với cái này nhé, so với N log N. Như vậy dùng châu bò thì chúng ta sẽ có là N mũ 3 hoặc là N lắm lại là n bình phương. Còn dùng chia trị thì nó là n log n. Vì chúng ta sẽ làm thử cách thứ ba là chúng ta dùng quy hoạch động. Ta làm thử xem là với quy hoạch động thì nó sẽ như thế nào. Đây, chúng ta làm giải như sau nhé. Như vậy là cần đầu bài cần tìm một tổng con liên tục lớn nhất. Lớn nhất. Được chưa? Thì chúng ta sự như sau này, chúng ta bây giờ với y bất kỳ thì tôi làm ghi như sau, tôi sẽ ký hiệu như sau, tôi sẽ ký hiệu là tôi ký hiệu là sum y. Sum y là cái tổng con lớn nhất cần phải tìm, tổng con lớn nhất của cái dãy A1, A2, AI. Đấy. Như vậy là tôi tìm một cái sum y gọi tổng con lớn nhất đi. Tôi ký hiệu là max sum cho nên chúng ta phải lẫn lộn nhé. Max sum y. Thì với tìm được y bất kỳ rồi thì với y bằng n thì chính là đáp số cùng của bài toán. Được chưa? Đấy, tôi ký hiệu này là như này. Và tôi sẽ phân tích bằng quy động thì là như sau nhé. Thì giả sử có một cái tổng con của một dãy con, đây là a1, a2, a3, vân ai đây, ai đây, thì là i nhé, ai phần trên này tôi không tính, đấy từ a1 đến ai thôi, được chưa? A1 đến ai. Thì bây giờ tôi tìm cái tổng con, giả sử đây là tổng con lớn nhất của cái, nó là nằm trong cái này đúng không nào? Thế thì cái tổng con này thì nó chỉ có hai cái tổng con này thì mọi cái tổng con của cái dãy a1, a2, ai thì mọi tổng con của nó thì nó chỉ có thể có hai loại thôi, chỉ có hai loại, một là nó là không chứa ai, không chứa AI, và hai là có chứa AI, đúng không nào? Như vậy là cái max sum này, giả sử đây là cái dãy con của A nhé, nằm ở bên trái của Y nhé, mà nó là lớn nhất thì nó là không chứa AI, tức là gì? Tức là đó nằm trong cái max sum của y trừ một, đúng không? Max y trừ một. Còn nó có chứa y
Thì tôi gọi đó là cái dãy con, là tôi gọi đó là một cái dãy gọi là tạm thời chứa AI, cái dãy con chứa AI. Tôi gọi nó là tem. Xong. Y. Đó. Vậy ta suy ra cái gì nhỉ? Vậy ta suy ra như sau, một cái điều như sau này. Là một cái dãy con, một cái dãy con mà là cần phải tìm trong cái maxsum, một cái dãy con của cái maxsum, y, thì nó chỉ có thể hai loại. Một là nó thuộc cái maxsum của y trừ một nằm bên trái, hoặc là nó là chính là một cái dãy con mà có chứa y, tôi kiểu của nó là tem sum y. Tức là một cái dãy con mà nằm bên trái y mà là thì nó chỉ có hai loại, hoặc là nó mà hẳn bên trái không chứa y nằm trong vùng y trừ một, hoặc là nó là có chứa cái phần tử AI. Mời tao suy ra cái gì? Tao sẽ có số đây. Thế sự tội duyên nó sẽ có số đây nhé. Mày ta suy ra công thức sau đây này, suy ra cái công thức, quy động, công thức truy hồi sau đây. Công thức sau này là max sum của y thì sẽ bằng là max cho hai cái này, vậy nó là max của hoặc là max sum y trừ một hoặc là tem sum y. Đấy. Đây chính công thức quy động đây. Thì cái đây là cái dãy con maximum, có tổng maximum nằm trong dãy từ A1 đến AI. Còn đây là cái dãy con maximum nằm trong cái dãy con từ A1 đến AI trừ 1. Còn đây là dãy con maximum mà chứa AI liên tục mà kết thúc bởi y. Liên tục mà kết thúc bởi y. Đó. Thì từ cái thứ này ta thấy suy ra là từ cái thứ này là đây sẽ có thứ quan trọng nhất, thì ta suy ra là thực ra chúng ta chỉ cần một vòng lặp là đủ. Khi ta đi thì ta sẽ cho y chạy từ đầu cho đến cuối và ta cứ tính dần cái này, tính mà tổng mắc của hai cái này, và khi mà y chạy đến n là xong. Đó. Thì chúng ta làm như sau nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ kỹ luận như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ cái thuật toán này như sau nhé. Thuật toán này dùng cái tư tưởng của quy động thì chỉ cần là ON thôi, nhanh nhất có thể. Nhưng mà đây cái bài toán này ta có thể hạ xuống, không phải là N log N nữa, mà hạ xuống là dùng quy động thì giải nó bằng chỉ bằng tuyến tính thôi. Đây là bằng bằng chính là chỉ độ phức tạp của nó là N nhé. Toán là như sau nhé. Toán như sau này. Bây giờ tôi làm như sau, tôi cần cái bình nhân sau đây này. Thì bây giờ tôi gọi như sau, tôi ký hiệu là cái maxsum. Đây, đây là cái biến nhớ để mô tả cái tổng maximum hiện tại. Thì nó chính là cái maxsum này, nó là cái nó chỉ cái này này, và chính là chỉ cái này luôn, maxsum. Thì ta khi chúng ta di chuyển chỗ y chạy từ từ đầu đến cuối, và cái này nó cập nhật dần theo 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 hai cái này, chúng ta thấy ngay. Còn cái tổng này chúng ta đặt với cái tổng thứ hai là tem sum, thì đây là cái tổng, đây là cái tổng con lớn nhất của cái dãy liên tục, chứa chứa AI hiện thời. Còn cái maxsum là cái tổng lớn nhất có thể tại trong thời điểm hiện thời. Thì khi mà kết thúc thì chúng ta trả về cái max sum. Đây chính là cái đáp án, đây chính là cái đáp số đây. Yeah. Rồi thì bây giờ tôi làm như sau nhé. Khi mà có hai cái biến nhớ rồi, tôi sẽ làm thêm như sau. Tôi sẽ làm thêm hai cái biến nhớ nữa, ba biến nhớ nữa nhé. Cái biến nhớ là ký hiệu là left right, là cái chỉ số trái phải của cái dãy con tương ứng
mắc xong. Mắc xong. Còn tôi hiểu là EG là cái chỉ số, là cái chỉ số trái phải của cái dãy con tương ứng tem xăm. Thế tôi hiểu lại nhé. Tôi hiểu bây giờ G sẽ là cái biến biến chạy, còn Y là cái biến mà tôi cố định ở bên bên trái. Nhưng mà khi mà tôi cho cái G chuyển động là for tôi cập nhật dần cái là hai biến nhớ Y và G này. Này, nhưng mà đây là những cái, đây chỉ là những cái biến nhớ cần phải tham gia vào cái thuật toán, thì tôi mô tả thuật toán luôn nhé. Chúng ta vừa chơi cái này này, cái phần này là phần rất quan trọng. Rồi chúng ta làm như sau nhé, toán này. Đầu tiên tôi đặt cái sau này, tôi đặt là left bằng 1, right bằng 1. Thì khi vào, khi bắt đầu thì tôi lấy cái vị trí bên trái là 1 bằng 1 cái thôi. Và tôi đặt cái max sum chính là bằng là A left, không phần tử thôi nhưng mà. Và tôi đặt Y bằng 1 và cái tem là tem sum cũng bằng là A left. Ban đầu chỉ thế là dấu hiệu nhau mà. Đây chỉ hợp là bắt đầu đây. Đấy. Chỉ hợp là bắt đầu cơ sở đấy. Và cái vòng lặp của tôi chỉ là một vòng lặp thôi. For G, đây vòng lặp chính này. G là chạy nhé. G này, G này. G chạy đến đâu thì là chính là cái vị trí hiện thời mà tôi đang tính đấy. G chạy từ 2 to N. Tôi hiểu là G nhất. Ở đây chúng ta, ở trên chúng ta dùng là Y. Mà đây tôi dùng là G. Vì tôi muốn Y là cái chỉ số bên trái dãy con hiện thời tem sum, còn G là chỉ số bên phải, chính là cái chỉ số chạy này. Đấy. Cái gì chạy tới đâu người ta sẽ tính tay cái max sum G và max sum G chỉ một đây và tem sum G đây. Đấy, nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cái này nhá. Tôi sẽ tính toán cái này làm cũng đơn giản thôi nhé. Tôi làm như sau này, tôi kiểm tra xem là cái A đây, kiểm tra coi cảm nhận if AG trừ 1 mà nhỏ hơn là bằng AG. Đấy. Đây là tôi đang tính thì cái dãy này mà dữ liệu tăng đó bằng dữ liệu tăng này thì suy ra thì nếu mà tăng thì tôi tăng cái tem sum bằng tem sum cộng với gì là tem sum cộng với AG. Rồi, không phải, tôi nhầm đi, không phải nhỏ hơn. Đấy, tôi đang nhầm sang cái bài kia nhé. Đây này, bài này tôi đang này nhé. Nếu mà if và tem sum mà lớn hơn bằng 0 đấy, thì tôi sẽ tăng lên này, tăng lên. Còn nếu mà nhỏ hơn, vì sao là như này nhé, chúng ta cộng dồn vào này, cộng dồn vào, nếu mà nó nhỏ hơn 0, lấy không thì chúng ta cộng tiếp, nó nhỏ hơn không thì suy ra là cái tổng đó là nó cái tổng hiện thời nó sẽ không có ý nghĩa ở phần trước đâu. Tôi dùng lại đây, tôi làm tiếp và tôi tiếp là tôi làm như sau. Tôi sẽ đặt y bằng g và tôi đặt là tem sum bằng ag. Tức là đây này, nếu mà tem sum nhỏ hơn không ấy, chỗ này nhé, tem sum mà chỗ này là nếu mà tem sum nhỏ hơn không thì cái tổng phía trước là tổng phía trước là không cần nữa, tổng phía trước nó bỏ đi vì nó nhỏ hơn không mà, cho nên cái cộng vào nó sẽ âm xuống, tôi bỏ đi mà tôi đặt lại luôn từ đầu, đặt y bằng g và tem sum bằng a bắt đầu từ đầu,
cái dãy hiện thời đấy, cái dãy cái tổng con hiện thời. Mà đây tôi sẽ đặt lại, thì tôi kiểm tra chỗ này. If là gì? If max sum mà nhỏ hơn tem sum. Nhỏ hơn tem sum thì đây là cái tem sum hiện thời của tem chính thức đây, như cái tem sum hiện thời đây. Nếu nhỏ hơn cái này thì thay luôn vào là max sum bằng tem sum và gán lại cái left là cái chỉ số bên trái của dãy con lớn nhất là bằng y và right bằng g. Để chỉ là cái thuật toán này. Đấy. Và tới đây chúng ta sẽ đây là chúng ta sẽ return trả về chúng ta ba tam số, một là left, hai là right và ba là maximum. Thì đây chính là cái thuật toán mà chúng ta đang hơi khó một tí đấy, các bạn hơi khó một tí đấy, nhưng mà đây chính là cái thuật toán dùng quy động chúng ta giải cái bài này. Và với cái bài này thì chúng ta có là cái độ phức tạp của nó là cái độ phức tạp hay cái thời gian của nó chỉ còn chữ O N thôi. Nhưng mà cái bài toán này là dùng quy động sinh nhanh hẳn là chỉ có là ON thấy nhé. Chúng ta thấy khó hiểu không? Đấy, quy động chỗ này vậy ta suy động là có đáp số nhé. Quy động của chúng ta là chỉ là ON. Dùng châu bò thì nó là ON mũ 3 hoặc ON bình phương là cùng. Chi để trị thì còn giảm xuống một bậc nữa là N log N. Còn quy động thì tăng hẳn giảm hẳn xuống là ON. Như vậy cái bài này là cái bài rất đơn giản mà rất là điển hình nhé. Tất cả để suy từ cái đề hết, cụ thức đề hết. Thấy khó hiểu đúng không? Thì chúng ta cái đặt thử xem như nào, nó có ra không? Đó là bài toán số 2 của bài hôm nay. Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Tức là tôi phải làm đi nhanh mà chúng ta không ấy nhiều. Thì bài toán số 3 mà tôi muốn nói các bạn làm nhanh nhé. Bài toán số 3 là bài toán là bài toán xếp ba lô. Bài toán xếp ba lô. Hôm trước chúng ta nói bài toán xếp ba lô chúng ta là có 3 dạng. Là xếp ba lô là 0-1. Hai là xếp ba lô là thập phân và ba xếp ba lô tổng quát. Chúng ta nhớ lại con xếp ba lô chúng ta có ba dạng, một dạng là 0-1 là xếp là có cái con ba lô có n đồ vật thì xếp từng đồ vật vào hoặc là xếp hoặc là không xếp thì là 0-1. Và thứ hai là phân số, tức là các đồ vật được quyền là chặt nhỏ nó ra, phân số chia nhỏ nó ra thành là M chia N hay là P trên Q. Và loại thứ ba là không giới hạn. Không giới hạn số lượng đúng không? Đúng vậy. Thấy chưa? Hôm trước chúng ta thấy là cái bài vì phân số này, bài này là có thể dùng là tham lam, có thể giải đẹp chính xác. Hôm trước nói rồi, tham lam. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập 01 này là bằng quy động. Còn cái bài toán số 3 này thì ta chứng minh là bài này là bài không có lời giải hữu hạn, không có lời giải tối ưu. Mà là bài tập này là cái bài này là không có lời giải đa thức mà không có lời giải đa thức, và nó bắt buộc chúng ta phải giải bằng cái thuật toán xấp xỉ. Nhưng bài này là rất là khó nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải quy động này. Nhắc lại bài toán của chúng ta nhé, là cho n đồ vật. Bài toán của chúng ta là như sau này. Bài toán nhé, là cho n đồ vật với khối lượng hay là dung lượng của nó. Khối lượng là V1, V2, V n và giá trị
là V1, V2, VN. Được. Và cho trước cái ba lô có cái khối lượng là V kép lớn. Thì cần lấy cái đồ vật nguyên vẹn lấy ra. Họ lấy hoặc không lấy, nhưng mà nó chỉ là 0,1 thôi. Hoặc là không, hoặc là có lấy và đưa vào ba lô. Sao cho là có cái vừa vặn trong ba lô là cho phép chứa được mà với giá trị là lớn nhất. Được chưa? Đấy, thì đó là cái bài toán 01 của chúng ta. Thì bài toán này phải chỉ ra gì? Phải chỉ ra cái đáp số của chúng ta là cái gì? Bây giờ cần tính cái thực ra cần tính cái giá trị là lấy thôi, cần tính cái giá trị của chúng ta. Tính cái bài toán này làm sau là cần tính cái chúng ta lại bài toán nhé, tôi quên cái bài toán ở đây. Bài toán là cần xếp các đồ vật trên vào ba lô hoặc là xếp vào hoặc là không, chỉ có thể có hai loại thôi, xếp trọn vẹn một cái đồ vật vào hoặc là không, sao cho tổng khối lượng nhỏ hơn là bằng mấy kép lớn và tổng giá trị là maximum. Được chưa? Đấy. Thì bài này là cái bài nó rất là cổ điển, mà chính 01 là chính là cái dạng cổ điển đây, mà đã chứng minh rồi. Các bạn có thể thấy ngay là dùng cái bài toán này mà dùng mà tham lam là không đúng. Chúng ta có thể tham lam, chúng ta có chiến lược là đưa vào các vật là nặng nhất cũng không đúng, hay đưa vào cái vật mà là giá trị nhất cũng không đúng, còn đưa vào cái vật là nhỏ, khối lượng nhỏ nhất cũng không đúng, nó có nào không đúng cả. Tất cả các phương án tham lam đều sai, và chúng ta phải bắt buộc phải tính toán dựa trên cái suy luận chặt chẽ, đó là quy hành động. Nhờ thì bên tôi là cùng nhau chúng ta làm đang tìm lên là cái công thức để tính quy hành động nhé. Đây thì bây giờ chúng ta làm như sau. Đây. Thì bây giờ chúng ta đặt ra một cái ký hiệu là V I G là một cái hàm mà với giá trị là I và G, trong đó là 1 nhỏ hơn bằng I nhỏ hơn bằng N và 0 nhỏ hơn bằng G nhỏ hơn bằng V V kép. Thì ý nghĩa của cái VG là cái gì? Đấy. Thì VG là như sau, VG là bằng cái giá trị xếp ba lô maximum của y đồ vật thôi. Y đồ vật từ 1, 2 cho đến y, và có tổng khối lượng nhỏ hơn là bằng g. Được chưa? Thì cái v n v kép này chính là cái giá trị cần tìm. Chúng ta cần tính cái này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tính các giá trị trung gian là V, I, G. Chúng ta sẽ chứng minh được rằng chúng ta có thể tìm một cái công thức mà truy hồi để tính được cái V, I, G này thông qua cái tư duy của nó, tư duy của hành động. Được chưa? Đấy. Vậy là V, I, G là cái gì? Là giá trị cái giá trị trung gian để xếp maximum vào ba lô. Sao cho là tổng khối lượng của nó nhỏ hơn bằng G. Và các phần tử ở đây từ 1 đến y thôi. Từ 1 đến y thôi. Nhé. Mà tổng khối lượng là nhỏ hơn g. Thì vn hay v kép chính là giá trị cần tìm. Được chưa?
Rồi, thì chúng ta cùng nhau phân tích cái này nhá. Cũng rất là hay đấy. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm bìa V này, bìa không G, không lấy đồ vật nào cả, đúng không? Không lấy đồ vật nào cả thì G là mấy thì G thì nó vẫn bằng không, nhưng không có chữ là không lấy đồ vật nào cả. Nhưng mà sẽ cái này với mọi G. Đây là công thức 1 nhé. Công thức này là công thức biên. Vì chúng ta sẽ tính cái V, VIG, VG, chúng ta sẽ biến cái VG thành một cái mảng, một cái ma trận hai chiều mà chúng ta sẽ tính được. Rồi, tiếp theo là V I không, tức là lấy với tổng khối lượng bằng không thì không có gì cả, thì nó luôn bằng không với mọi I. Chúng ta có hai công thức là công thức biên để tính được cái V I G, như vậy là V không G luôn bằng không, còn V G không luôn bằng không, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xét này, cùng nhau xét cái V I G nhé. Chúng ta sẽ xét cái V I G này xem nó bằng như thế nào, được chưa? Rồi thì như sau này, chúng ta xét cái V I G nhé. VG. Thế bây giờ thế này, bây giờ bây giờ giả sử các trường sau đây này, tôi xét các trường sau nhé. Bây giờ tôi phân tích cái này, mà tôi tính cái này. Bây giờ xét các trường hợp sau. Nào, cùng nhau quan sát thật cẩn thận nhé. Bây giờ cái thứ nhất này là các đồ vật của chúng ta đấy, các đồ vật của chúng ta mà không có đồ vật y, đúng nào? Thì suy ra là các đồ vật này là về là cái cách xếp này, suy ra là cách xếp này là nằm trong cái V của I trừ 1 G. Tiếp theo, giả sử bước thứ hai là trường hợp là có cái đồ vật I. Được chưa? Có đồ vật I. Nha, có đồ vật I. Thì trường hợp này chúng ta lại có đồ vật I nhé. Thì như sau này, có đồ vật y, có đồ vật y nhé. Thì bây giờ chúng ta mới xét cái mà đây, có đồ vật y nhé. Thì ta cái đồ vật y đó, cái đồ vật tự y đó nó sẽ là có cái khối lượng là cái kép y. Thế bây giờ tôi mới bỏ cái đồ vật tự y ra, thì suy ra là phần còn lại là gì? Phần còn lại là chỉ có y trừ một đồ vật thôi, từ một đi trừ vật thôi, và có khối lượng là nhỏ hơn hoặc bằng là g trừ đi v kép y. Thì ta bỏ cái vật y ra mà, thì khối lượng của nó sẽ là nhỏ hơn g trừ v kép, đúng không? Vậy thì suy ra gì? Thì suy ra là như sau, là nếu mà g mà lại mà nhỏ hơn v kép y, lần nhỏ v kép g thì không có, thì trường này không xảy ra, thì suy ra là không xảy ra trường trên, không xảy ra là y nằm trong ba lô vì nó không thể. Còn trường thứ hai là nếu mà g mà lớn hơn v kép y thì suy ra là gì? Suy ra là như sau.
thì suy ra là cái đồ vật đó, thì suy ra là cái em là cái em cái đồ vật, đồ vật trong ba lô nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng như sau. Trong ba lô nó sẽ là có giá trị, có giá trị như sau. Có giá trị là nhỏ hơn nó bằng là VI cộng với VI trừ 1 và G trừ VKI. Nhắc lại nhé. Vì sao như vậy? Trường hợp mà I lớn VKI, tôi bỏ cái đồ vật I đi ra, bỏ ra ngoài. Thằng còn lại đó là phải nằm ở đây. Còn lại là I trừ 1, I trừ 1 đồ vật. Và tổng giá trị phần còn lại của nó là bằng G trừ VKI, vậy nó bằng chính là phần này. Lấy cái này ra, nó chính là bằng cái này. Chính là bằng cái này. Vậy suy ra là cái giá trị của nó sẽ là bằng cái này. Vậy ta có công thức sau đây. Này, suy ra có công thức sau đây. Vậy suy ra ta có công thức sau. Có công thức quan trọng sau. Cái quan trọng thì chúng ta tính nhé. Quan trọng sau này là VKI. G sẽ bằng như sau. Để ghi công thức truy hồi là quy động, mới gọi là quy động đây. Như sau này. Nhé. Bây giờ nó sẽ bằng là nếu mà G nhỏ hơn VKI thì nó sẽ là bằng gì? Nó sẽ chính là bằng là VI trừ 1 G nếu, nhưng mà G nhỏ hơn VKI và nó bằng là max, max của VI trừ 1 G cộng với VI cộng với V lớn I trừ 1 G trừ VKI nếu G lớn hơn VKI. Đây chính là công thức truy hồi đây. Trong trường tổng quát cái hàm của cái giá trị VIG mà chúng ta đã biết. Thấy không nào? Và đó chính là cái mà điều mà chúng ta muốn cần phải làm ngay bây giờ. Vậy tôi sẽ ra cái lời giải như sau nhé. Tôi sẽ ra cái lời giải của khóa. Làm bài tập chúng ta nhé. Input này. Input là V kép lớn này. V kép 1, V kép 2, V kép N, V 1, V 2, V N. Đầu vào là cái đó. Đầu ra là tôi cần phải tính. Để tôi thiết lập cái mảng 2 chiều. Cái mảng 2 chiều như sau. Là V là 0, N và 0. N cái bảng hai chiều nhé, trong mỗi cái bậc chúng như bậc cao Pascal hay là C hay là Python để cho phép chúng ta lập cái bảng hai chiều này rất là dễ dàng. Chúng ta làm như sau, chúng ta thiết lập như sau là V không G bằng không với mọi G. Chúng ta thiết lập là V không VI không bằng không với mọi i. Được chưa? Cái mà bắt đầu chưa? Tức là bằng không hết được. Rồi, chúng ta làm như sau này. Chúng ta tính nhé. Đây. Chúng ta sẽ tính cái hàm đó giờ là nhé. Bây giờ mình đã bận dạy online một chút, lát nữa mình gọi lại cho nhé. Được rồi, chúng ta làm như xong nhá. Cho thiết lập cái bảng hai chiều này là bằng không hết nhé, bằng không hết tất cả, nó dễ nhé. Đó, chúng ta làm như sau này.
đây chúng ta làm đơn giản này thôi. Chúng ta cần, vì nó là hai chiều, ta cần hai vòng for. For y bằng 1 to n, và đây là for g bằng 1 to v kép lớn. Đấy. Đấy nhé. Bây giờ là cái này là if mà g mà nhỏ hơn v kép y, đưa là v có trên đấy, v y g sẽ bằng là v của y trừ 1 g, hoặc là nhiều là else của nó là else nhé. Else thì là v y g bằng là max của một cái là v y trừ 1 g, mà cái thứ hai là vi cộng với v y trừ 1 và g trừ v kép y. Và cuối cùng chúng ta là return, các bạn là return cái v của n n đáp số chúng ta là n. Đây là cái thuật toán của chúng ta đây. Khá đơn giản luôn. Ở đây cái độ phức tạp của nó là như nào? Cái độ phức tạp của nó là như thế này. Cái độ phức tạp. Độ phức tạp thời gian. Đây cái dòng này này. Cái dòng này là n lần. Dòng này là v kép lần. Vậy là chính là gì? Độ phức tạp của nó chính là ô của n v kép. Đúng không? Còn độ phức tạp, mà độ phức tạp không gian, không gian là cũng dùng hoặc dùng kia thiết lập cái mà mảng mà nói cái này không phải vn, chỗ này không phải n, đây là chỗ này là v kép nhé, lớn kép lớn cái này, chỗ này này là lớn nhất trong ngoài này, n nhé, mọi chỗ này là do nó chính là cái này, nó chính là cái này. Một cái bảng hai chiều, một chiều là n, một chiều là v kép lớn. Thì cái thuật toán như này, người ta gọi thuật toán này là thuật toán là pseudo đa thức, hay là đa thức là đa thức ảo, gọi là đa thức ảo, đúng không? Cái đó này người ta gọi là, nó gọi là pseudo đa thức. Nó rất tốt đấy, nó rất là tốt. Nhưng VKF là lớn ấy, mà là nhỏ thì nó rất tốt, chạy nhanh, nhưng VKF lớn thì nó chạy chậm. Nó phụ thuộc vào giá trị VKF của N thì là tính cho VN luôn rồi. Đây là một cái bài toán nữa cho thấy là một bài toán quy động rất là hay, đúng không nào? Được chưa? Bây giờ có lẽ tôi không kịp để làm vì chúng ta quay sang chúng ta làm thử một bài tập nhé. Chúng ta lập trình đi. Vì chúng ta không kịp thời gian để chúng ta ấy đâu. Không kịp thời gian để chúng ta giải bài toán đâu, vì thời gian chúng ta còn rất ít mà không đủ, còn kiến thức rất là nhiều, cho nên là tôi không chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một cái bài toán nhé, thử lập trình một cái bài toán ở trong này nhé. Hoặc các bạn đây tôi sẽ làm thêm một bài toán nữa cũng được đây nhé. Tôi sẽ cho các bạn làm thêm một cái bài nữa tương tự như cái bài tổng con, tương tự bài tổng con lớn nhất là bài này. Được, tôi làm thêm một tập nữa cho ta có thời gian ta làm cái sau nhé. Đây là bài số 3. Bây giờ tôi cùng nhau các bạn ta làm bài tập số 4 của hôm nay. Số 4
ta cùng làm cái bài rất là cũng nổi tiếng khác, là cái bài toán tìm dạy con liên tục đơn điệu tăng, đơn điệu tăng cực đại. Bài này tương tự như cái bài tìm tổng con lớn nhất cùng con đơn điệu tăng, cùng dạy con liên tục, còn bài này là dạy con đơn điệu tăng cực đại. Tôi sẽ ví dụ cái bài là như này nhé, ví dụ cái bài là 3, 2, 4, 5, 1, 3, 6, 4, 5, 3, 6. Và thế thì đây này, đây là một dãy tăng này, một dãy tăng này, đây là một dãy tăng nữa này, đây là một dãy tăng nữa này, tăng nữa này, thì dãy tăng này là cực đại này. Đấy, thì tìm dãy con bài này có hai con cực đại, từ bài cần đi cầu chỉ ra một thôi. Đấy. Được chưa? Thì bài toán là như sau nhá, bài toán là như thế này, bài toán tương tự như cái bài tổng con là cho dãy A1, A2, AN với mọi IG, IG, Y nhỏ hơn G, nhỏ hơn bằng G, thì cái dãy này chính là cái dãy, ký hiệu là dãy là AI, AI cộng 1 và AG. À, thì cái dãy này người ta gọi là, cái này là dãy, dãy con liên tục. Liên tục, được chưa? Và yêu cầu là tìm liên tục đơn điệu tăng lớn nhất, họ đòi đơn điệu tăng cơ lớn nhất. Đầu bài là tìm dãy con A, I, G đơn điệu tăng, đơn điệu tăng cực đại, cực đại. Thì cái độ dài của cái dãy này, cái độ dài ấy, cái độ dài của cái dãy A, I, G này có thể tính ngay được rồi. A là I, G. Chính là bằng là G trừ đi I cộng 1. Đấy. Tìm cái độ dài đó. Thì bài này các bạn thấy bài này hoàn toàn tương tự như là cái bài tìm tổng con lúc nãy. Hoàn toàn tương tự luôn. Và chúng ta dễ dàng tìm được lời giải sau đây. Thứ nhất, chúng ta giải bằng châu bò. Giải bằng châu bò thì chúng ta có hai vòng lọc, dạy y và theo g, và ta kiểm tra số a g có phải là điều tăng hay không. Có thì chúng ta lưu lại cho nó là maximum, và các châu bò đó chúng ta sẽ có cái lời giải của nó là on3, tương tự như bài hôm nãy. Hoặc nếu mà giảm hơn được nữa thì giảm số là con n bình phương, on bình phương. Cách thứ hai là dùng chia để trị. Thì chúng ta làm hoàn toàn tương tự như các bạn đã làm lúc nãy, chia để trị hoàn toàn tương tự các bạn ở nhà làm nhé. Và chúng ta sẽ có lời giải là O loga của N loga N. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sang cách thứ ba ngay bây giờ, là cách là dùng là quy hoạch động. Và chúng ta sẽ thấy ngay là nó sẽ nhanh hơn hẳn cả phương án là chỉ để trị đây. Và chúng ta thấy ngay bây giờ là nó chính là ON thôi. Cách làm hoàn toàn tương tự cái bài vừa rồi, tôi mô tả luôn cách làm cho toàn luôn nhé. Đây, được chưa? Thì tôi tôi ký hiệu là max, max lớn này, max y là cái độ dài, độ dài dãy con liên tục đơn điệu tăng lớn nhất, lớn nhất nhé, của cái dãy A1, A2, AI. Cần tìm, cần tính cái hàm max y đó.
là nó tính delta có thì là chỉ là thêm max n chính là đáp số, chính là cái đáp số chúng ta cần tìm. Giả sử tôi chỉ cần tìm cái max thôi nhé, tìm cái độ lâu dài thôi nhé, chứ không cần tìm cái giá trị cụ thể. Có thể là ta sửa chút ra ngay cả bài toán để trước mắt ta tìm một cái độ dài max thôi nè. Được chưa? Mà chúng ta sẽ tìm một công thức cho cái max n này. Ta có ngay nhé, ta có ngay là cái max của một, chỉ có một phần tử thôi, nó là một. Nhưng mà trường hợp là quy nạp ta có rồi, bắt đầu quy nạp cơ sở là có max một bằng một. Bây giờ chúng ta xét tổng quát nhé. Đây, bây giờ chúng ta cần tính cái hàm max y. Bây giờ chúng ta xét một cái dãy con liên tục đơn điệu tăng cực đại trong a một a hai a y, đúng không? Dãy này nằm ở đây, nó nằm ở trong đây, không nhớ nằm ở bên nào. Còn đây là y đây. Đây con này ký hiệu là B nhé, ký hiệu là B1, B2, BK là đó nhé. Được chưa? Thì dãy con này nó chỉ có hai loại thôi. Nó chỉ chia làm hai loại thế thôi, chỉ còn lại một loại là gì? Là cái BK này là nhỏ hơn hẳn AI. Và loại thứ hai là cái BK này là chính bằng AI. Đúng không? Đó. Thì nếu mà BK nhỏ hơn AI thì cái dãy này này là nằm trong cái dãy con mà chúng ta đã biết rồi, nằm trong cái phần là max của y trừ một, vì nó nhỏ hơn y mà nằm y trừ một. Còn bk bằng y là thì nó là cái là nó nằm trong cái dãy con mà liên tục kết thúc bởi y. Tôi kêu có đây là tem max y. Mà tem max y là cái gì? Là cái độ dài dãy liên tục đơn điệu tăng lớn nhất kết thúc tại y. Đó. Thì chúng ta dựa trên cái này chúng ta suy ra công thức sau đây. Đây. Và chúng ta công thức đây này. Công thức là max y thì sẽ bằng là max của hoặc là max của y trừ một. Nên cái dãy mà con liên tục được tăng cực đại nằm ở bên trái y, hoặc nó sẽ là hoặc là nằm trong bên trái y trừ một, hoặc là nằm trong cái tem max y là cái dãy con mà kết thúc tại y. Thì một trong hai cái này là maximum, nó chính là cái này. Vậy đây chính là công thức của quy động này. Mà từ cái này chúng ta sẽ suy ra được cái thuật toán của chúng ta nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm này nhé. Đây cái thuật toán đây, chúng ta rất dễ dàng mà chuyển sang chương trình thuật toán tính max, đúng không? Để được tăng cường đại max của dãy A. Tôi kêu cái max này là max mới chữ y hoa, cho khoảng lẫn cái max nhỏ là cái max nhỏ, cho nên là max nhỏ là y thường, nên là max của hai số. Đây cái max này là cái độ dài max mà chúng ta cần tìm nhé. Đấy, chưa? Max y là cái độ dài dãy con liên tục đơn điệu tăng lớn nhất của dãy AI ở một AI. Được chưa? Rồi thì bài này tôi làm như sau này. Bài này tôi làm như sau. Tôi làm luôn tổng quát luôn này. Tôi thiết lập các cái biến nhớ này, biến nhớ là tôi làm luôn tổng quát luôn cho bạn xem nhé. Là biến nhớ là left là cái độ dài, cái chỉ số bên trái của dãy con lên được tăng cực đại lớn nhất
một toàn giấy. Right và max. Cái mắt này chính là cái mắt này này. Cái mắt này này. Đấy. Rồi. Yeah. Và tiếp theo là cái lập hai tham số nữa là y là cái độ là chỉ số bên trái của cái hiện thời của cái tem này. Và cái g là bên chạy bên phải. Và cái tem mắt. Tem mắt là cái dãy con được tăng hiện thời kết thúc tại điểm G. Đó. Mẹ thiết lập bình nhân sau đây. Left right max lớn và EG tem max. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta làm này. Bắt đầu này. Left bằng 1. Right bằng 1. Và cái max độ dài của dãy con hiện thời của dãy con chúng ta đang tăng tính trong tương lai là 1. Khi trả về cái mắc này nhá. Tiếp theo là y hiện thời này, y bằng 1 này. Và tem mắc cũng bằng 1 luôn. Còn gì là bằng 1 rồi. Bằng 1 rồi và tôi sẽ lập trình trong for g đúng không? For g tôi tính từ 2 chỉ đi 2 to n. Được chưa? Đó, mà tôi bắt đầu tính này, kiểm tra này, nhé, kiểm tra nhé. Xong đây chúng ta có tăng không nào? Đây, if AG trừ 1 mà nhỏ hơn là bằng AG, tức là dạy chúng ta tăng lên đấy, dạy tăng lên đấy, có đường tăng tăng lên đấy, thì chúng ta tăng cái tem lên, tăng cái tem max lên 1 bằng tem mắt để dạy con người ta nhìn thời kết thúc tại G cộng 1. Đấy. Chưa? Còn ngược lại else nếu mà AI một người lớn AG thì chúng ta cho đặt lại là Y bằng G và tem max bằng 1. Thế đây chúng ta sẽ kiểm tra và đó if max mà nhỏ hơn tem max nên mà cái dãy cực đại đang có mà nhỏ hơn cái hiện thời thì ta đặt lại cái max bằng tem max mà đặt lại là gì mà đặt lại là left y và y bằng g cùng chúng ta return đồng thời luôn return left y và max được chưa? Đấy thì các bạn thấy có thấy khó hiểu không? Đúng là khó hiểu thật đấy. Cái này đúng là rất là khó hiểu luôn. Bây giờ chúng ta thử làm kịp, tôi sẽ làm cho các bạn một ví dụ nhé. Đây chúng ta biết cái này các bạn nghĩ sao? Bây giờ tôi sẽ làm một ví dụ là ví dụ ngay bài này luôn nhé, nó dễ nhé. Đây đây. Đây copy luôn cái bài kia vào nhé. Hôm nay là cái bài đây làm luôn nhé tính dãy con liên tục đơn điệu tăng cực đại đúng không tôi tính a luôn đấy a nhé những cái vấn đề quá này. Rồi, tung cả bàn phím đấy. Hai, chín,
3 5 4 5 4 5 6 7 8 1 nha. Ok, tôi đã bắt đầu làm nhé. Bếp này, bếp quá xinh. Xinh quá. Xinh. Được chưa? Ôi dồi ôi. Chết. Phải mắc à nhé. Rồi. Chúng ta sẽ là bằng tiện và tiện nữa. Tiện này bằng len của A nhé. Nào, lép này. Lép bằng 1 này. Đi bên trước kia một dòng cho nó dễ nhé. Rồi. 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 Bằng 1 nhé. Max bằng 1 nhé. Y bằng 1 nhé. Rồi for này. G này. In này. V này. Từ 2 cho đến là N nhé. Từ 2 N này. Đây. If A I A G trừ 1. Nhỏ hơn hoặc bằng A G. Đấy. Nếu ai mà nhỏ hơn bằng A G thì là cái tem ấy, à đây, quên cái tem. Tem max. Thì cái tem max. Tem max. Cộng 1. Else này. Else. Nếu AG trừ 1 mà lớn AG là chỗ là nó không tăng lên nữa, nó giảm. Chúng ta đặt lại cái đầu. Đặt Y bằng G. Và kia tem max. Thế thầy nói lại với em, cái gì là cái gì ấy ạ? Gì là gì là cái bến chạy thôi. Bến chạy bên phải đúng không ạ? Thì bên phải, y là bên trái, đúng không? Vâng ạ. Đấy, thì nếu mà ai y trừ 1 mà tăng nhỏ hơn bằng a chi tăng a thì a nó vẫn tăng đi lên ấy, thì là cái tem mắc nó tăng lên này. Còn không thì ta lại bằng 1 này. Và đây chúng ta so sánh luôn đây chuyện này, so sánh luôn. If max mà nhỏ hơn tem max thì đặt left bằng y y G max tem mà đi chúng ta sẽ đây
left. Được chưa? Chính chính này, chúng ta tính này. Left này. Right này. Y max bằng 5 max này. À, chúng ta print ra, print. Dài max max. Yeah. So we have for the in range left y cộng 1 nhé. Green. Nó chỉ bằng ngang em dễ nhìn nhé. Rồi, lấy cái bài đơn giản này thôi nhé. Đi ra chạy từ từ, chạy từ này. Đi ra hôm nay là bài 12, 13 ấy nhỉ. 13 này. Nè, B 13. Là chữ đúng không nhá? Nào cô đang kiểm tra cái bài này. Giờ là 4 này. 456 này. Đấy, chúng ta đây nhé. Điều tôi sửa là chỗ này, chỗ này, chỗ này là tôi sửa chỗ này là 7 thì nó sẽ là ra là 5 nhé. Đấy, 5. Chính xác rồi đấy. Bạn thấy là một cái bài đơn giản thôi, nhưng mà bài này chúng ta dùng cuối đốc thì nó sẽ ra được kết quả là ON. Thì còn cường đại thì được tăng nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây rồi. Nếu chúng ta là không kịp thời gian nữa, tôi đành phải dừng lớp ở đây nhé. Sau Tết thì có thể thời gian tôi sẽ mở tiếp, thì tôi sẽ tính sau nhé. Chúng ta có ai hỏi han thì không nào, tôi sẽ... Các bạn có hiểu gì không? Hay khó hiểu đúng không? Vâng ạ, khó hiểu ạ. Thầy ơi, để... bọn em tìm hiểu xong là có vấn đề gì thì em hỏi thầy ạ. Các bạn cứ hỏi trên nhóm ấy nhé. Thầy ơi, ra Tết là dạy tiếp hay là dạy lại ạ? Tôi sẽ mở lớp khác thôi. Cái lớp này tôi sẽ mở lại. Tôi sẽ mở lại và hoặc là mở mới. Tôi chưa tính nhé. Có thể mở lại, có thể là mở tiếp hay là mở kiểu khác. Điều này tôi cảm giác là tôi thử nghiệm cái này, cảm giác là các bạn rất khó hiểu. Đáng lẽ là đúng là phải dài hơn một chút, nhưng mà đó tôi chưa, đây là tôi đang thử nghiệm lớp này nhưng mà nhé, thì như này khá là phương hướng, có ba là phương hướng của thuật toán, vẫn là hướng rất quan trọng. Lớp một nếu mà giáo viên phải biết để dạy học sinh đấy, nói luôn nhé. Nếu như bọn em mà muốn học tiếp thì thầy mở lớp dạy tiếp đúng không ạ? Nếu bạn muốn tôi sẽ mở tiếp nhé. Okay. Chúng ta dừng ở đây nhé.